Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4, sách cánh diều qua sách và bài tập, bài 13, niềm vui lao động. Phần chia sẻ, trò chơi đặt tên ảnh. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa và bài tập tiếng Việt 4 cánh diều Thành Đô Vlog. 1. Nối mỗi từ ngữ với một bức ảnh phù hợp. Trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ và làm bài. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo xem là mình làm đã chính xác hay chưa, có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không nha. Rồi, E, sản xuất nông nghiệp. Bức ảnh nào có nội dung là sản xuất nông nghiệp? À, bức ảnh số 5. B, khai thác dầu khí. Khai thác dầu khí là bức ảnh nào? À, bức ảnh số 4. C, đánh bắt cá. Đánh bắt cá là bức ảnh số 3. D, xây dựng. Xây dựng là bức ảnh số 2. E, giao thông. Giao thông là bức ảnh số 1. G, khai thác than. Khai thác than là bức ảnh số 6. Bài 2, em thích bức ảnh nào, vì sao? Trong 6 bức ảnh này em thích bức ảnh nào? Và các em giải thích vì sao em thích bức ảnh đó. Thầy giáo ví dụ, em thích bức ảnh số 5. Bởi vì, bức ảnh số 5 là sản xuất nông nghiệp. Bởi vì sản xuất nông nghiệp thì tạo ra lương thực và thực phẩm phục vụ cho con người. Rồi, thầy giáo ví dụ, em thích bức ảnh số 5. Vì sản xuất nông nghiệp mang lại lương thực thực phẩm phục vụ cho cuộc sống của con người. Các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.